Tổng quan về tỷ lệ tai biến mạch máu não ở các lứa tuổi. Tai biến mạch máu não là một tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, xảy ra khi máu không thể đến đúng phần của não hoặc khi một mạch máu trong não bị vỡ. Đây là một nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật vĩnh viễn trên toàn thế giới. Tuy tỷ lệ tai biến mạch máu não có thể khác nhau ở các quốc gia và khu vực, nhưng nó cũng được ảnh hưởng bởi lứa tuổi. Dữ liệu thống kê cho thấy rằng tỷ lệ tai biến mạch máu não thay đổi theo độ tuổi của người mắc bệnh. Dưới đây là một số thông tin về tỷ lệ tai biến mạch máu não ở các lứa tuổi khác nhau. Người trẻ và người trung niên, đây là nhóm tuổi có nguy cơ cao nhất để mắc tai biến mạch máu não. Các yếu tố nguy cơ như huyết áp cao, tiểu đường, hút thuốc lá, tăng cholesterol, cách sống không lành mạnh và căn bệnh tim mạch đã được liên kết với sự phát triển của tai biến mạch máu não ở nhóm này. Người già, tỷ lệ tai biến mạch máu não tăng lên đáng kể ở nhóm người già. Sự mất đi và suy giảm chức năng của các mạch máu trong não theo thời gian làm tăng nguy cơ tai biến mạch máu não ở người cao tuổi. Ngoài ra, các yếu tố rủi ro khác như bệnh tim mạch, tiểu đường, tăng cholesterol và béo phì cũng đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng tỷ lệ tai biến mạch máu não. Tuy nhiên, việc giữ cho cơ thể khỏe mạnh, duy trì lối sống lành mạnh và kiểm soát các yếu tố nguy cơ có thể giúp giảm nguy cơ tai biến mạch máu não ở mọi lứa tuổi. Đồng thời, việc tham khảo ý kiến của bác sĩ và duy trì nhịp sống lành mạnh được coi là quan trọng để phòng ngừa tai biến mạch máu não. Thống kê tỷ lệ tai biến mạch máu não trên thế giới và ở Việt Nam. Tỷ lệ tai biến mạch máu não trên thế giới. Tai biến mạch máu não là một vấn đề sức khỏe quan trọng trên toàn cầu, ảnh hưởng đến hàng triệu người và gây tử vong nghiêm trọng. Dữ liệu thống kê về tỷ lệ tai biến mạch máu não trên thế giới có thể thay đổi tùy theo quốc gia và phương pháp thu thập thông tin. Dưới đây là một số con số thống kê chung. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, mỗi năm có khoảng 15 triệu người bị tai biến mạch máu não trên toàn thế giới. Trong đó hơn 16% xảy ra ở người trẻ 15 đến 49 tuổi. Về con số tử vong, mỗi năm có tới 6,5 triệu ca với hơn 6% trong số đó là người trẻ. Tai biến mạch máu não là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật vĩnh viễn trên toàn cầu. Khoảng 5 triệu người mất mạng do tai biến mạch máu não mỗi năm. Tỷ lệ tử vong do tai biến mạch máu não khác nhau ở các quốc gia. Tuy nhiên, các nước có thu nhập cao thường có tỷ lệ tử vong thấp hơn so với các nước đang phát triển. Tỷ lệ tai biến mạch máu não ở Việt Nam. Việt Nam cũng đang chứng kiến sự gia tăng về các trường hợp tai biến mạch máu não trong vài năm gần đây. Dưới đây là một số thông tin về tỷ lệ tai biến mạch máu não ở Việt Nam. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y học Nghiên cứu Việt Nam, tỷ lệ tai biến mạch máu não ở Việt Nam tăng từ khoảng 8,2% vào năm 2006 lên 10,4% vào năm 2011. Đột quỵ não là bệnh không lây nhiễm thường gặp. Theo thống kê, hàng năm Việt Nam có khoảng hơn 200.000 ca bệnh đột quỵ, và giống như các bệnh mạng tính khác, con số này vẫn đang có chiều hướng gia tăng. Trong một báo cáo của Bộ Y tế Việt Nam, tai biến mạch máu não được xếp thứ 3 trong số các nguyên nhân tử vong hàng đầu ở Việt Nam, chỉ sau ung thư và bệnh tim mạch. Các yếu tố nguy cơ như huyết áp cao, tiểu đường, hút thuốc lá và chế độ ăn không lành mạnh đã được liên kết với sự phát triển tai biến mạch máu não ở Việt Nam. Tuy nhiên, việc thu thập dữ liệu chính xác và đầy đủ về tỷ lệ tai biến mạch máu não ở Việt Nam có thể đòi hỏi nhiều nghiên cứu và nỗ lực hơn. Các tổ chức y tế và cơ quan chính phủ đang làm việc để nắm bắt thông tin chi tiết hơn về tình trạng này và thúc đẩy các biện pháp phòng ngừa và điều trị hiệu quả. Bệnh tai biến mạch máu não là một tình trạng y tế nghiêm trọng xảy ra khi mạch máu đến não bị tắc, làm gián đoạn hoặc ngừng tuần hoàn máu trong vùng não. Điều này dẫn đến sự thiếu oxy và chất dinh dưỡng, gây tổn thương và hủy hoại các tế bào não. Nguyên nhân chính của tai biến mạch máu não là do tắc mạch máu não, thường do các cục máu đông hoặc mảng xơ hóa được hình thành trong mạch máu. Các yếu tố nguy cơ gồm: 1. Huyết áp cao, máu áp cao kéo dài có thể làm hư hại và làm dày thành mạch máu, tạo điều kiện cho việc hình thành cục máu đông. 2. Xơ vữa động mạch, xơ vữa động mạch là quá trình tích tụ mảng xơ trong thành mạch máu, làm giảm lưu thông máu và tăng nguy cơ tai biến mạch máu não. 3. Tiểu đường, người mắc tiểu đường có nguy cơ cao hơn bị tai biến mạch máu não, do hỗn hợp mạch máu và tác động tiêu cực lên hệ thần kinh. 4. Lối sống tĩnh tại, uống rượu bia, các chất kích thích. Triệu chứng của tai biến mạch máu não có thể biến đổi tùy thuộc vào vị trí và phạm vi tổn thương trong não. Một số triệu chứng chung bao gồm: 1. Mất cảm giác hoặc tê liệt một bên cơ thể.
2. Khó nói, hiểu hoặc gặp khó khăn trong việc di chuyển miệng. 3. Mất thị giác hoặc nhìn mờ mờ. 4. Đau đầu nghiêm trọng và đột ngột. 5. Mất cân bằng, chóng mặt hoặc khó đi lại. Chẩn đoán và điều trị tai biến mạch máu não. Để chẩn đoán tai biến mạch máu não, các bước sau thường được thực hiện. 1. Lịch sử bệnh, bác sĩ sẽ tiến hành một cuộc phỏng vấn chi tiết để tìm hiểu về triệu chứng, yếu tố nguy cơ và tiền sử bệnh của bạn. 2. Kiểm tra lâm sàng, bác sĩ sẽ kiểm tra tình trạng lâm sàng của bạn, bao gồm kiểm tra thần kinh, kiểm tra nhịp tim, kiểm tra áp lực máu và kiểm tra chức năng não. 3. Các chẩn đoán hình ảnh, một số xét nghiệm hình ảnh như MRI hoặc công ty scan, chụp X-quang vi tính được sử dụng để xem xét tổn thương trong não và xác định nguyên nhân gây ra tai biến mạch máu não. 4. Các xét nghiệm máu có thể được thực hiện để đánh giá các chỉ số quan trọng như mỡ máu, đường huyết, tiểu cầu và các yếu tố đông máu. Các phương pháp điều trị tai biến mạch máu não bao gồm: 1. Thrombolytic therapy đối với các trường hợp tai biến mạch máu não do đông máu tắc nghẽn mạch máu, thuốc kháng đông như TPA được sử dụng để tan cục máu đông và khôi phục tuần hoàn máu. 2. Thuốc trợ tim được sử dụng để giảm huyết áp và kiểm soát các yếu tố nguy cơ khác. 3. Phẫu thuật, trong một số trường hợp, phẫu thuật có thể được thực hiện để loại bỏ cục máu đông, tái thiết lại mạch máu hoặc xử lý các yếu tố nguy cơ như hẹp mạch máu. 4. Thuốc chống đông, đối với những người có nguy cơ cao tái phát tai biến mạch máu não, thuốc chống đông như aspirin, clopidogrel, warfarin hoặc các thuốc mới như dabigatran có thể được sử dụng để ngăn ngừa đông máu trong tương lai. 5. Phục hồi chức năng, châm cứu rất cần thiết cho quá trình hồi phục của bệnh nhân. Sau khi ổn định, việc điều trị tiếp theo nhằm phục hồi chức năng và ngăn ngừa tái phát, bao gồm điều chỉnh lối sống, vận động thể chất và chăm sóc y tế định kỳ. 6. Quản lý y tế liên quan, bệnh nhân có thể cần chăm sóc tại viện và theo dõi chặt chẽ sau tai biến mạch máu não để kiểm tra các chỉ số sức khỏe, điều chỉnh thuốc và thực hiện các biện pháp phục hồi chức năng. Quá trình chẩn đoán và điều trị tai biến mạch máu não phải được tiếp cận bởi các chuyên gia y tế, trong đó bác sĩ sẽ đưa ra quyết định dựa trên tình trạng cá nhân của từng bệnh nhân. Trong quá trình điều trị phục hồi chức năng bệnh tai biến mạch máu não, kênh Sức khỏe Trà Vinh 24.7 sẽ giới thiệu trong không một video sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thích video này thì hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like, và để mình có cái động lực để làm các video tiếp theo. Và nếu bạn có bất kể bình luận gì thì hãy bình luận bên dưới để mình sẽ giải đáp cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian theo dõi video của mình. Xin chào.